Phòng khám đa khoa Đồng Tâm, Phòng khám Nhi Sài Gòn, Trung tâm Tiêm chủng Vaccine Đồng Tâm. Địa chỉ 1004-1006 đường Phạm Hùng, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Phòng khám chuyên cung cấp các dịch vụ khám tổng quát, tầm soát ung thư, khám ung bướu, nội, ngoại, tai mũi họng, nội soi dạ dày, đại tràng, xét nghiệm, chụp X-quang, siêu âm chẩn đoán bệnh lý, các cơ quan và nhiều dịch vụ khác. Trong đó có khám bảo hiểm y tế, các khoa, ung bướu, nội, ngoại. Khám tổng quát và tư vấn dinh dưỡng chuyên khoa nhi. Tiêm chủng đầy đủ các loại vaccine cho người lớn và trẻ em. Với đội ngũ các bác sĩ chuyên khoa nhiều năm kinh nghiệm đến từ các bệnh viện lớn ở thành phố Hồ Chí Minh như Bệnh viện Ung bướu, Bệnh viện Nhi Đồng 2, Bệnh viện Phạm Ngọc Thạch, Bệnh viện Nguyễn Tri Phương, Bệnh viện Chợ Rẫy. Khi đến với phòng khám, bệnh nhân sẽ được thăm khám, tư vấn và chăm sóc tận tình, chu đáo. Đặc biệt, chúng tôi đang triển khai chương trình ưu đãi đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2023. Nội soi dạ dày giảm còn 450.000 đồng, nội soi đại tràng giảm còn 950.000 đồng và siêu âm tuyến giáp miễn phí vào Chủ nhật ngày 1 tháng 10 năm 2023 và Chủ nhật ngày 15 tháng 10 năm 2023. Phòng khám đa khoa Đồng Tâm, Nhi Sài Gòn, Trung tâm Tiêm chủng Vaccine Đồng Tâm. Địa chỉ 1004-1006 đường Phạm Hùng, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa. Số điện thoại tư vấn khám bệnh 0254-3822-728, 0901-650-868. Số điện thoại tư vấn tiêm chủng 0254-3741-999, 0902-830-011. Website phongkhamdongtam.vn. Thời gian khám bệnh: sáng 7 giờ đến 11 giờ 30, chiều 13 giờ 30 đến 19 giờ. Thời gian khám bảo hiểm y tế: từ thứ hai đến thứ bảy hàng tuần.